Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cuộc chiến tranh giành quyền lực vẫn tiếp diễn khốc liệt sau khi tổng trọng qua đời. Ngày 12 tháng 8, AFI tiếng Việt đăng bài bình luận: Giới tin qua chính trị Việt Nam không dừng tranh giành trong dịp đám tang ông trọng. Của giáo sư Abuja thuộc Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ ở Washington. Tác giả cho biết sau đám tang tổng trọng, tình hình chính trị nội bộ của Việt Nam đã bắt đầu trở nên rõ ràng hơn và có thể biết nhiều hơn về những gì sẽ tới và đây là hình bài bình luận của giáo sư abuja trên afa trước lễ tang ông tô lâm đã tiến hành củng cố vị trí của mình thể hiện qua việc bộ chính trị đã bỏ qua ông lương cường để ông tô lâm đảm nhiệm các trách nhiệm của ông trọng tác giả liệt kê những nhân vật thân cận với ông tô lâm được thăng chức nắm giữ những vị trí quan trọng như sau ông lương tâm quang đã trở thành người kế vị chức bộ trưởng công an của tô lâm không chỉ cùng quê hưng yên ông Quang còn có quan hệ gắn bó với ông Lâm thông qua gia đình. Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng từ tỉnh Hưng Yên trở thành chánh văn phòng Trung ương đảng. Đây là một vị trí then chốt trong việc tổ chức các cuộc gặp và xây dựng chương trình nghị sự. Ông Ngọc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn nhân sự cho đại hội 14 tới. Ông Lê Minh Hân, nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã được bổ nhiệm làm trưởng ban tổ chức Trung ương sau khi được bầu vào bộ chính trị. Vị trí này đặt ông vào phụ trách tất cả các vấn đề nhân sự của đảng trước thềm đại hội 14 diễn ra vào tháng Giêng năm 2026. Bố của ông Hưng, ông Lê Minh Hương, là cựu bộ trưởng Bộ Công an và là người dẫn dắt sự nghiệp của ông Tô Lâm. Và đây là hình tân tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm. Tác giả nhắc lại ngày 3 tháng 8, Ban chấp hành Trung ương đã bầu chủ tịch nước Tô Lâm làm tổng bí thư. Mặc dù có những đồn đoán rằng, Đại tướng Lương Cường sẽ đảm nhận chức chủ tịch nước nhưng thực tế, ông Tô Lâm sẽ vẫn đồng thời giữ chức tổng bí thư và chủ tịch nước, tác giả nhận định. Hơn nữa, chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của ông Trọng vẫn đang tiếp diễn dưới thời Tô Tổng với cùng một lý do là củng cố quyền lực chính trị. Tác giả bình luận, mặc dù nhiều người vẫn xem Thủ tướng Phạm Minh Chính là một trở lực hiệu quả đối với những tham vọng của Tô Lâm, nhưng ông Chính thực ra lại là người rất dễ bị tổn thương. Ông Tô Lâm đã giao vị trí giám đốc công an Quảng Ninh cho một đồng minh của mình Thiếu tướng Đinh Văn Nơi vào tháng 8 năm 2022 với một nhiệm vụ ngầm là tìm kiếm những vi phạm khuyết điểm của ông chính. Tác giả cho rằng ông Tô Lâm giờ đây có một con đường suôn sẻ để tiến đến mục tiêu được bầu làm tổng bí thư Đại hội 14 vào tháng 1 năm 2026. Ở nhiều khía cạnh, cái chết của ông Trọng đã tạo thêm sự ổn định chính trị cho Việt Nam. Nếu mục tiêu của các cuộc điều tra chống tham nhũng nhằm vào các lãnh đạo cấp cao là để dọn đường cho ông Tô Lâm kế nhiệm ông Trọng thì sứ mệnh này đã hoàn thành. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo tác giả, một điều cuối cùng cần lưu ý là liệu Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang có được đề bạc vào Bộ Chính trị và nếu có thì là khi nào? Theo tiền lệ ở Việt Nam, Bộ trưởng Công an luôn là thành viên Bộ Chính trị và ông Tô Lâm sẽ rất muốn có thêm một đồng minh ở đó. Tác giả đánh giá, dù thế nào chăng nữa, việc vừa là chủ tịch nước, đồng thời là tổng bí thư, trao cho ông Tô Lâm quyền lực và cơ hội tuyệt vời để đi tới đại hội 14. Ông có đồng minh chủ chốt ở văn phòng trung ương đảng và ban tổ chức trung ương. Những nhân tố này sẽ giúp ông gây ảnh hưởng đối với việc lựa chọn hàng ngũ lãnh đạo trong 16 tháng tới. Ông Lâm cũng sẽ tiếp tục sử dụng các quyền điều tra của Bộ Công an để giám sát và cản trở bất kỳ đối thủ tham vọng nào. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Cuộc chiến tranh giành quyền lực vẫn tiếp diễn khốc liệt sau khi tổng trọng qua đời. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nguyễn Hòa Bình có cứu được Nguyễn Xuân Phúc hay không? Ngày 13 tháng 8, một nguồn tin nội bộ cho thời báo chấm đề biết, trong thời gian qua, vợ chồng nguyên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Trần Thị Nguyệt Thu đã làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an, nhiều lần tại nhà riêng cũng như ở trụ sở Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Và đây là hình Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Hòa Bình. Ngoài ra, Nguyễn Xuân Phúc cũng đã xin gặp Tổng Bí thư Tô Lâm nhưng Tổng Bí Thư không tiếp tại nhà mà mời lên trụ sở cơ quan. Tuy nhiên, ông Phúc đã không đến đúng lịch hẹn vào 9 giờ sáng ngày 10 tháng 8. Sau đó, ông Phúc xin lại lịch hẹn ngày 11 tháng 8, nhưng Tổng Bí Thư Tô Lâm từ chối gặp. Mục đích của Phúc là muốn gặp tại nhà để biếu quà và xin lỗi vì những sai phạm của vợ chồng và con rể Vũ Chí Hùng, nhưng Tô Lâm đã né tránh không muốn bị nhúng chàm của Phúc. Như chết đuối vớ được cọc, tối ngày 11 tháng 8, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình có điện thoại và báo tin cho Nguyễn Xuân Phúc biết là mình có tên trong danh sách được chọn vào chức danh Phó Thủ tướng. Nếu vào được, sẽ có cơ hội phát triển và bảo vệ Phúc. Được biết trước đây Nguyễn Hòa Bình là đệ ruột của Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Hòa Bình xuất thân từ công an, mang hàm thiếu tướng. Vợ chồng Phúc trong đêm xin qua nhà Bình ngay, nhưng mình nói thời điểm này nhạy cảm, không nên gặp trong lúc này. Cuối cùng, Phúc ủy nhiệm cho vợ Trần Thị Nguyệt Thu gặp riêng bà Phùng Thị Hà, tức vợ Nguyễn Hòa Bình, biếu 11 triệu đô la Mỹ để Bình lo lót việc lên chức phó thủ tướng. Và đây là hình Trần Thị Nguyệt Thu và Phùng Thị Hà. Trong thời gian tới, nếu Nguyễn Hòa Bình được bổ nhiệm làm phó thủ tướng chính phủ, thì Phùng Thị Hà tha hồ ngồi nhặt phong bì và kiếm tiền trên mồ hôi nước mắt của các doanh nghiệp. Và liệu rằng vợ chồng Nguyễn Hòa Bình và Phùng Thị Hà có cứu thoát được vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc và Trần Thị Nguyệt Thu hay không. Phùng Thị Hà, tướng ngũ đoạn, nằm nét trên cơ thể đều ngắn, đầu ngắn, mặt ngắn, thân ngắn, tay ngắn, chân ngắn, nên nhiều thủ đoạn và là người đàn bà khét tiếng với các phi vụ kinh doanh và chạy án. Bà Hà lợi dụng chức danh của chồng để mua bán công lý. và Nguyễn Hòa Bình, có những chứng cớ cho thấy ông Bình gian lận tuổi, khai giảm bớt 5 tuổi để đủ tuổi cơ cấu vào ban chấp hành trung ương và vào bộ chính trị. Bản thân vợ chồng Nguyễn Hòa Bình và Phùng Nhật Hà quá tài tiếng với khối bất động sản khổng chìm nổi ở Hà Nội và ở quê quán Quảng Ngãi. Và đây là hình tô tổng có quyết tâm làm tới cùng vụ Nguyễn Xuân Phúc. cặp vợ chồng này rất quỷ quyệt, hầu như không trực tiếp đứng tên doanh nghiệp nào mà tất cả được quản lý bởi những người thân tín bên Suy gia với gia đình ông họa sĩ Hoàng Đăng Định sinh năm 1953 tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Ông định là bố đẻ Hoàng Minh Thủy, vợ Nguyễn Tuấn Anh, hạt giống đỏ của vợ chồng Bình và Hà. Tuy sở hữu một khối tài sản khổng lồ, nhưng với bản tính tham lam, bà Hà ăn không chừa một thứ gì từ lớn đến nhỏ, kể cả vụn vật. Năm 2011, đầu gối bà Hà bị giãn dây chặn mà bà bắt 20 nhân viên của chồng Tháp Tùng qua Singapore chữa bệnh. Sau đó quà cáp, biếu sáng, bà đem ra các đầu mối bán lại. Hiện nay, đa số các nhà mặt phố Nguyễn Du, Hai Bà Trưng tại Hà Nội đều do bà Hà vung tiện thâu tóm và cho thuê lại. Liên quan đến khả năng vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc có thể bị bắt ngày 9 tháng 8, thời báo chấm đê đã loan, cơ quan điều tra đã có đủ bằng chứng để khẳng định. Ông Nguyễn Xuân Phúc nhận của bà Trương Mỹ Lan 100 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, Phúc vẫn đang chối cãi và có khả năng nay mai sẽ phải thỏa hiệp để xin giảm nhẹ hình phạt. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nguyễn Hòa Bình có cứu được Nguyễn Xuân Phúc hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.